Chào mừng quý khán giả đang đến với bản tin Today Life ngày 22 tháng 10 năm 2019. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi mang đến cho quý khán giả những tin tức đáng chú ý sau đây. Phòng bệnh đúng cách khi thời tiết chuyển lạnh. Ninh Bình thu hút bệnh nhân nhiễm HIVS tham gia điều trị ARV. Bệnh nhân đầu tiên được ghép phổi do 100% ekip bác sĩ Việt Nam. Thưa quý vị, vào thời điểm giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp. Đây chính là môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp hoạt động mạnh, dẫn đến bùng phát rất nhiều bệnh đường hô hấp, đặc biệt là các đối tượng có hệ miễn dịch kém như trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Những bệnh thường gặp khi trời chuyển lạnh gồm nhóm bệnh nhiễm trùng hô hấp, bệnh hen suyễn, bệnh tim mạch, bệnh xương khớp. Vì vậy, cần phải phòng bệnh đúng cách như giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, nhất là cổ, ngực, gan, bàn chân, vệ sinh họng, miệng. Không nên hút thuốc lá, tránh uống nước lạnh, có đá, tăng cường rau xanh và uống nhiều nước hoa quả. Đối với người bệnh, không được tự ý sử dụng thuốc kháng sinh mà phải thông qua chỉ định của bác sĩ. Riêng đối với người cao tuổi, cần lưu ý kiểm soát huyết áp, tránh uống rượu bia, ăn thức ăn ít mỡ và kiểm tra mỡ trong máu định kỳ. Không thay đổi tư thế đột ngột có thể gây tai biến do thiếu máu não. Nên tránh ra ngoài trời lạnh vào ban đêm hoặc sáng sớm. Cần ăn đủ chất, tăng cường cá, ngũ cốc, thô và rau quả. Hạn chế các loại thịt đỏ, thức ăn nhanh, đồ ngọt, rượu, thuốc lá. Ung thư biết sớm trị lành là thông điệp mà các chuyên gia muốn gửi tới cộng đồng trong lễ phát động nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống ung thư do Bệnh viện Ca Trung ương tổ chức mới đây. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận 164.671 số ca mắc mới ung thư, hơn 300.000 người đang sống chung với căn bệnh này. Tuy nhiên, đây là căn bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp, với tỷ lệ chữa khỏi cao và chi phí thấp. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư, đặc biệt với người ở độ tuổi 40 trở lên vô cùng quan trọng. Các chuyên gia cũng cho biết, nhờ việc phát động này trong những năm qua, tỷ lệ người bệnh được phát hiện sớm ung thư đã ngày càng tăng lên. Tại lễ phát động, Bệnh viện Ca Trung ương cũng tổ chức khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho chị em ngay tại cơ sở Quán Sứ. Bằng chuỗi các hoạt động, tổ chức lễ phát động nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư, diễu hành bằng xe đạp mang các thông điệp phòng chống ung thư. Bệnh viện Ca mong muốn cộng đồng cùng chung tay bảo vệ sức khỏe bằng việc khám và tầm soát phát hiện sớm ung thư để căn bệnh không còn là mối lo ngại của xã hội. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mới đây đã có cuộc gặp mặt cán bộ quản lý, nhà khoa học nữ ngành giáo dục nhằm động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến. Để tiếp tục thực hiện triển khai nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam, Phó Chủ tịch nước cho rằng ngành giáo dục cần kiên trì thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, kết hợp nhuần nhuyễn nguyên lý giáo dục, học đi đôi với hành, nhà trường gắn với gia đình và xã hội. Trong đó, người giáo viên phải thường xuyên được đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành giáo dục tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dạy tốt, học tốt, kịp thời nêu gương các điển hình tiên tiến nhằm động viên kịp thời cô giáo và học sinh sinh viên có ý thức phấn đấu tốt và có kết quả giảng dạy học tập tiến bộ. The Peak, cơ hội cuối cùng sở hữu tuyệt phẩm Midtown. Tầm nhìn toàn cảnh Sakura Park và dòng sông cảnh quan thiên nhiên. Kiệt tác kiến trúc được kiến tạo từ Phú Mỹ Hưng và những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản. Daiwa House, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry. Một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền, một khu phức hợp 3 chức năng với thế giới tiện ích ngay như cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp dành riêng cho những chủ nhân tôn quý. Phú Mỹ Hưng Midtown, thiên đường cuộc sống. Thưa quý vị, những năm qua, ngành y tế tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, thu hút người nhiễm HIVS tại địa phương tham gia điều trị ARV để người nhiễm HIVS có cuộc sống ổn định, hòa nhập cộng đồng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình, đến nay lũy tích phát hiện người nhiễm HIVS tại địa phương là 4.047 người, trong đó tổng số trường hợp nhiễm HIVS còn sống là gần 3.000 người. Hiện địa phương có trên 1.200 bệnh nhân tham gia điều trị ARV. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác điều trị bằng ARV. Hiện toàn tỉnh có 9 phòng khám ngoại trú, 2 điểm cấp thuốc ARV ở trại giam và Trung tâm Chữa bệnh xã hội cùng 15 điểm cấp thuốc ở các xã phường.
Hiện nay, số bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc ARV tại địa phương vẫn còn ít so với số người nhiễm HIVS. Cho người bệnh tham gia điều trị ARV, phải tuân thủ quy trình điều trị nghiêm ngặt về thời gian, giờ uống và liều lượng thuốc. Thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình sẽ tăng cường các hoạt động giám sát, hỗ trợ kỹ thuật về chăm sóc, điều trị cấp phát thuốc theo quy định. Ngoài ra, Trung tâm cũng dự trù, điều phối thuốc ARV, không để tình trạng thiếu thuốc, hết hàng, cân hàng. Thưa quý vị, mới đây một bệnh nhân được ghép phổi bởi 100% các bác sĩ người Việt Nam thực hiện đã được ra viện sau 10 tháng điều trị. Trước thời điểm ghép phổi, cơ hội sống của bệnh nhân này là vô cùng mong manh. Đây có thể xem là một phép màu cho bệnh nhân và gia đình, cũng như hàng trăm y bác sĩ cùng đồng hành. Bởi đây là kỹ thuật ghép phổi mới, phức tạp, cũng là ca đầu tiên tại Việt Nam, hoàn toàn được thực hiện bởi 100% bác sĩ trong nước. Ca ghép phổi này cũng là trường hợp ghép phổi trải qua những cung bậc hiếm gặp trong y văn thế giới, như tình trạng bệnh trước ghép quá nặng, bác sĩ tiên lượng chỉ còn sống bằng giây, bằng phút bởi phổi đã bị hỏng toàn bộ. Phổi được ghép từ người cho tàn chết não là phổi hoàn toàn bị động, không có sự chuẩn bị chu đáo như ghép từ người cho sống. Nhưng sau 10 tháng điều trị, đến nay bệnh nhân đã được ra viện, khẳng định sự quyết tâm, cố gắng không mệt mỏi của gia đình bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ chuyên gia. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, nguồn nước sông Đà bị ô nhiễm đã làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ dân phía Tây Nam Hà Nội. Những bệnh viện trên địa bàn cũng đang tìm đủ cách xoay sở khi thiếu nước sạch. Một số bệnh viện đã cho bệnh nhân nhẹ xuất viện, tìm nguồn nước thay thế để đối phó với sự cố nguồn nước bị ô nhiễm. Trong những ngày qua, khi có thông tin nguồn nước sạch sông Đà bị nhiễm bẩn, một số bệnh viện càng chặt chẽ hơn trong quy trình quản lý và sử dụng vận hành nước. Tại các khu vực khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, các máy nước uống phục vụ bệnh nhân vẫn hoạt động. Tuy nhiên, do 2/3 nguồn nước của bệnh viện sử dụng là nguồn nước của công ty nước sạch sông Đà, nên nhân viên y tế và người bệnh được khuyến cáo là không dùng uống mà chỉ để giặt giũ vệ sinh. Thời điểm này, công ty nước sạch sông Đà đã cấp nước trở lại, nhưng khuyến cáo người dân chỉ nên dùng để tắm giặt. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho công tác khám chữa bệnh, các bệnh viện cần chủ động và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm định chất lượng nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Khỏe và Khôn. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với chuyên mục Tiêu điểm. Quý vị đừng chuyển kênh nhé! The Peak, cơ hội cuối cùng sở hữu tuyệt phẩm Midtown. Tầm nhìn toàn cảnh Sakura Park và dòng sông cảnh quan thiên nhiên. Kiệt tác kiến trúc được kiến tạo từ Phú Mỹ Hưng và những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản. Daiwa House, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry. Một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền, một khu phức hợp 3 chức năng với thế giới tiện ích ngay như cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp dành riêng cho những chủ nhân tôn quý. Phú Mỹ Hưng Midtown, thiên đường cuộc sống. Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai từ năm học 2020-2021. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì đa phần giáo viên vẫn đang bối rối bởi dù là chủ thể của việc thực hiện, nhưng đến nay họ vẫn chưa được tiếp cận với chương trình này. Mặc cảm và xấu hổ là tâm trạng của người giáo viên này khi có người hỏi về chương trình giáo dục phổ thông mới. Thậm chí, cô còn là giáo viên duy nhất của tỉnh Hà Nam được mời góp ý về nhận xét, đánh giá cho chương trình này. Lo lắng và nếu như không muốn nói là mặc cảm và xấu hổ nữa, thật sự. Bởi vì bây giờ là một giáo viên mà bị ai đó hỏi rằng là chị nắm bắt được đến đâu rồi, hỏi chị chi tiết một chút là chị không nói được. Mà không phải mình chị đâu, chị khẳng định là rất là nhiều. Chị còn là một trong những người chịu khó tìm hiểu, khá là tiếp cận với thông tin và còn được tham gia một số lớp tập huấn của sở, thậm chí là của bộ đấy. Thế mà chị vẫn còn mơ hồ như thế. Bài học mỹ thuật của học sinh lớp 1. Và đây cũng là dịp cuối cùng thầy Huân được giảng dạy nội dung này. Giáo án cũ thì sẽ khép lại, nhưng bài vở mới thì vẫn chưa mở ra. Đến nay mới được tập huấn chỉ một ngày ngắn ngủi trong dịp nghỉ hè, nên thầy Huân vẫn chưa thể hình dung được có gì mới trong môn học mà thầy đang phụ trách. Thực tế là chúng tôi cũng chưa nắm bắt được gì nhiều, nhưng mà nói thật sự ra cũng thấy là bảo là thay đổi cái chương trình chúng tôi bây giờ cũng nói thật sự ra cũng là vừa mình vừa cũ, nhưng bây giờ mình phải tiếp thu cái mới. Còn giữa cái cũ cái mới thì bây giờ cũng phải tự trau dồi mình thôi. Còn bây giờ cũng không biết làm sao được. So với tỉnh thành khác, Hà Nội đi trước hơn nhiều trong việc chủ động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Tại Ba Vì, dịp hè vừa qua đã có 1.700 lượt giáo viên được tham gia các đợt tập huấn. Tuy nhiên, phần lớn các lớp này chỉ dành cho cán bộ quản lý, giáo viên chủ chốt. Mới được tiếp cận có 3 ngày thì tôi vẫn còn rất là bỡ ngỡ. Nhiều cái thì tôi vẫn chưa hiểu và tôi cũng rất là mong muốn là mình sẽ có nhiều buổi tập huấn sát sao và thực tế hơn về chương trình mới. Như chúng tôi đi tiếp cận thì cũng chỉ nắm được 70-80% thôi. Đấy. Thế sau đó chúng tôi lại về là những người đi tiếp thu về lại triển khai cho toàn trường cái nhận thức lệch
Đấy, cho nên là khi truyền đạt là cũng nhiều vướng mắc. Không riêng các trường vùng sâu, vùng xa, ngay trung tâm Hà Nội thì băn khoăn về chương trình giáo dục phổ thông mới cũng là một nội dung nóng. Chương trình này sẽ được hiện thực hóa trong các nhà trường thế nào là câu hỏi nhận được sự quan tâm nhiều nhất tại Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2019. Ta nói là học sinh là trung tâm, tuy nhiên vào cái thời điểm này thì giáo viên là những người cần được quan tâm trước, bởi vì khi giáo viên mà họ không hiểu rõ về chương trình và không tạo cho họ cái cơ hội để họ được phát huy cái khả năng sau khi đã hiểu chương trình của mình thì họ sẽ không làm cái chương trình đến được với học sinh. Thay đổi lớn nhất của chương trình mới là chuyển từ cách dạy truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất năng lực. Như vậy, muốn học sinh phát triển bao nhiêu năng lực thì cũng cần phải trang bị ít nhất bằng đó năng lực cho giáo viên ở mức độ cao hơn. Trong bối cảnh cấp tập của năm học bản lề thì nhiều người lo ngại việc chạy theo chương trình mới theo kiểu giáo viên vừa xếp hàng vừa chạy sẽ rất khó khăn. Những thông tin về giáo dục vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiêu điểm. Quý vị đừng vội chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây với chuyên mục Góc chia sẻ. The Peak, cơ hội cuối cùng sở hữu tuyệt phẩm mỹ thảo, tầm nhìn toàn cảnh Sakura Park và dòng sông cảnh quan thiên nhiên, kiến tác kiến trúc được kiến tạo từ Phú Mỹ Hưng và những tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản, Daiwa House, Nomura Real Estate, Sumitomo Forestry, một phong cách sống đẳng cấp đặc quyền, một khu phức hợp ba chức năng với thế giới tiện ích ngay như cửa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp dành riêng cho những chủ nhân tôn quý. Phú Mỹ Hưng Mỹ Thảo, thiên đường cuộc sống. Thưa quý vị, với nhiều người, bệnh ung thư giống như một bản án tử vì cơ hội sống không còn được bao lâu. Trên thực tế hiện nay, bệnh ung thư vẫn có thể điều trị nếu phát hiện sớm và tuân theo phác đồ điều trị. Vậy làm thế nào để phòng ngừa ung thư? Và đối với người đã bị ung thư thì cần lưu ý những gì? Để tìm câu trả lời cho vấn đề này, xin mời quý vị cùng đến với phần trao đổi ngắn ngay sau đây. Thưa anh, ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm, có thể ví như là một cái bản án tử. Người ta vẫn thường nói là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Vậy thì anh có thể chia sẻ những cái cách để mà mình có thể phòng ngừa bệnh ung thư được không ạ? Thì để phòng ngừa chúng ta dựa trên ba cái nguyên lý chính. Thứ nhất là chúng ta phải tránh được các tác nhân tăng nguy cơ ung thư. Ví dụ như là chúng ta tránh các tác nhân gây khói bụi, do khói bụi, rồi do virus. Hoặc là những thuốc lá hoặc là rượu bia. Thứ hai là chúng ta phải dựa trên những cái chế độ sinh hoạt lành mạnh, từ cái việc ăn uống hạn chế thịt đỏ, rồi uống nước đúng cách, rồi sinh hoạt đúng cách, làm việc đúng cách, hạn chế stress. Ngoài ra thì chúng ta phải nên tầm soát sức khỏe định kỳ hàng năm. Mục đích tầm soát là chúng ta phát hiện sớm ra những cái bệnh lý liên quan đến ung thư như giai đoạn đầu để chúng ta phát hiện và điều trị kịp thời. Đó là ba cái nguyên lý chính trong cái việc phòng ngừa ung thư hiện nay. Thưa anh, hiện nay thì có tổng cộng là bao nhiêu cái căn bệnh ung thư và trong đó thì căn bệnh ung thư nào là nguy hiểm nhất ạ? Hiện nay thì người ta thống kê được khoảng gần 200 loại ung thư khác nhau. Thì trong những cái loại ung thư đó thì theo tôi thì một số loại ung thư tương đối nguy hiểm và cái khả năng mà điều trị nó không được cao như các loại ung thư khác. Ví dụ như là ung thư não, ung thư máu, ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư gan là những cái loại ung thư mà cái khả năng tiên lượng không có cao ở những cái bệnh nhân này. Dạ, anh có thể cho lời khuyên dành cho những người bị bệnh ung thư được không ạ? Thật ra đứng ở góc độ một bệnh nhân bị ung thư thì cái tâm lý của họ rất là bối rối. Thông thường một bệnh nhân khi nghe cái tin mình bị ung thư thì thường đầu tiên bệnh nhân sẽ không tin vô sự thật đó. Sau đó bệnh nhân sẽ có những cái hoài nghi, muốn kiểm tra cái thông tin đó ở một cái cơ sở khám đúng hay sai. Rồi sau đó là bệnh nhân sẽ phản kháng, tại sao đây là tôi. Tiếp theo là bệnh nhân phải có sự thỏa hiệp. Sau khi đã phản kháng thời gian và phải chấp nhận là bắt đầu thỏa hiệp và tìm ra giải pháp. Thì hiện nay thì trong cái quá trình mà điều trị ung thư nó có rất là nhiều biện pháp điều trị ung thư rất là mới, từ những cái biện pháp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, các liệu pháp sinh học phân tử, ghép tế bào gốc hoặc là biện pháp miễn dịch điều trị. Thì hiện nay cái khả năng điều trị thành công cho một ca ở tại Việt Nam là tầm khoảng 30%. Bệnh nhân sẽ sống sau 5 năm từ lúc phát hiện ung thư. Đây là một cái tỷ lệ rất là cao. Cho nên bệnh nhân tốt nhất hãy nên thủ theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Ngoài cái chuyện mà điều trị chính thống ra thì chúng ta còn một số cái liệu pháp khác, ví dụ như về dinh dưỡng, về tinh thần, về vận động thì bệnh nhân vẫn có thể áp dụng thêm. Ngoài ra bệnh nhân có thể nâng cao cái tinh thần của mình bằng những cái hoạt động cộng đồng hoặc là tìm đến những cái hội mà những người đã có mắc ung thư để cùng với nhau để chống chọi lại căn bệnh này, thì điều đó là những cái cứu cánh rất là lớn cho bệnh nhân ung thư thời điểm hiện nay. Xin được cảm ơn anh đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Chia sẻ của bác sĩ Đặng Công Hùng vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Today Life ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.